chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ video này. Thì với video này thì mình quay về cái mô hình kỹ thuật trồng tiêu với trụ gỗ và trụ nút nát. Thì với mô hình này thì bà con xem nè, tất cả các trụ rất là đều và đẹp, trụ nào cũng đều hết, vì tiêu này mới 8 tháng tuổi ha và chưa có sâu bệnh hay là gì hết. Thì với mô hình này thì mô hình khép kín, toàn bộ lưới đồ phải bao bọc kỹ hết, nói chung là bao bọc hết xung quanh thì để cho hạn chế được côn trùng bay vào. Thì bà con xem nó, tiêu rất là xanh và đều, trụ rơm và phân chuồng hết. Thì trụ nào thì cũng bón một bao phân chuồng và rơm hết để cho cây rất là mát. Thì với cái trụ tiêu như thế này á, thì rất là tạo điều kiện thích hợp cho tiêu phát triển. Thứ nhất là mát hết cả cây lẫn trụ, lẫn lá, lẫn cành. Thứ hai là ở gốc cũng mát luôn. Thì đất đây rất là tơi xốp, thì bà con cứ xem đó, mình quay từ từ cho bà con xem nè, rất là đều, 10 trụ như 10, trụ nào cũng đều hết, xanh hết, cho bà con xem nè, 8 tháng mà rất là đẹp. Tiêu thì đã đôn rồi, đó. Trong này thì 800 trụ á, bà con xem, đây mình quay chi tiết cho bà con xem luôn, để bà con rút ra được cái kinh nghiệm và cái mô hình kỹ thuật, để nếu mình có trồng thì mình áp dụng được cái theo cái mô hình này. Thì với cái mô hình này á, thì nông dân làm rất là lâu và cầu kỳ, rất tốn nhân công, nhưng mà sau này á, thì nó bền vững được lâu về cái sâu bệnh hại sẽ không gây hại được cái vườn tiêu này. Thì về thuốc á, thì vườn tiêu này chưa sử dụng bất cứ loại thuốc nào, toàn bộ chỉ có phân chuồng thôi và rơm. Thì mỗi cây trồng có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Thì với cái mô hình trụ gỗ trụ nút nát này á, thì nó rất là tiện. Thứ nhất á, là thân gỗ tiêu nó bám được. Thứ hai là lúc nát á, là nó giúp cho che mát cho cái cây tiêu, nói chung lúc nào cũng có mát hết. Còn sau này á, bà con có thể thắc mắc là khi mà tiêu lên đụng cao á, thì chúng ta có nên tháo lưới ra không? Thì theo mình, với lưới mô hình này của mình á, thì mình không tháo lưới, mình chỉ khoét một cái lỗ vòng tròn ở trên đó thôi, là chừng tiêu lên thẳng đó luôn và nó hấp thụ ánh sáng trên đó luôn khi mình phủ trụ á, chứ mình không tháo hết ra. Thì nó rất là nhiều yếu tố, vì ở Tây Nguyên ta thì hay mưa, gió, thì gió bão thì với mùa mưa bão thì hơi gió mạnh đó, thì chúng ta rào chắn hết á, thì nó sẽ tiện hơn trong cái việc mà cây nó bị ngã đổ hay là bị gió nó tạt á, nó bị tư hết, tước hết cành tiêu đó. Với những cái ruột tiêu mà lớn size á, thì bà con cứ xem hết cái clip này đi, mình vừa quay hết vườn tiêu và vừa quay với nông dân đang tỉa cành cây nút nát với cột trụ tiêu. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ video để mình tiếp tục làm những video tiếp theo cho bà con xem. Thì mỗi một lượt đăng ký của bà con sẽ tạo thêm một cái động lực cho mình quay những video. Xin cảm ơn bà con ạ.